Thời tiết tại miền Bắc dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ít có khả năng xảy ra rét đậm rét hại. Nhiệt độ ban ngày có thể lên đến 24 cho đến 25 độ, trời có nắng là một trong những thông tin mà Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra về tình hình thời tiết trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Giai đoạn trước Tết từ ngày 29 tháng 1 đến mùng 5 tháng 2, tức 19 đến 26 tháng Chạp, nền nhiệt cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Trong giai đoạn này, chưa có đợt không khí lạnh mạnh nào tác động. Ở các tỉnh miền Bắc, thời kỳ này trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều có thể hửng nắng, trời rét, ít có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 24 đến 25 độ. Chúng tôi dự báo là trong tuần tới, tức là tuần cận Tết thì nhiều khả năng là thời tiết ở phía Bắc đặc trưng là dạng là nắng có nắng và ấm hơn so với hiện nay. Tiếp đến là đến những ngày giáp Tết, tức là khoảng 28, 29 Tết thì có khả năng là có xuất hiện tác động của một đợt xâm nhập lạnh ở phía Bắc. Tất nhiên là đấy là cái dự báo xu thế xa đến hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và cũng hết sức là lưu ý các hiện tượng dông lốc khi mà có mưa dông trước khi có cái phong lạnh về trong ngày giáp Tết thì cũng không thể loại trừ khả năng đó, và cái việc đó sẽ được cảnh báo trước 24 giờ. Đối với khu vực miền Trung, trọng tâm là khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, ít khả năng xuất hiện mưa lớn. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng ráo. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 2 tháng 2, tức 23 tháng Chạp, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ chính thức phát tin dự báo thời tiết Tết Nguyên đán trên các nền tảng mạng xã hội. Bản tin này sẽ cập nhật hàng ngày để người dân nắm được diễn biến thời tiết, có các kế hoạch đón Tết phù hợp. Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, chiều 26 tháng 1 tại Hà Nội, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức Hội Xuân Giáp Thìn 2024. Sự kiện góp phần giới thiệu, tôn vinh, giá trị của những nét văn hóa truyền thống dịp Tết cổ truyền của cộng đồng 54 dân tộc. Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều triển lãm trưng bày, trong đó có tôn vinh hình ảnh con rồng, biểu tượng thiêng liêng gắn với nguồn gốc con rồng cháu tiên của dân tộc Việt Nam. Triển lãm Vũ điệu Bách Long trưng bày 100 tác phẩm độc bản thể hiện linh vật rồng bằng gốm phủ điêu, tái hiện văn hóa truyền thống thuần Việt, khát vọng bình yên của con người trước sức mạnh thiên nhiên. Tiếp đó, triển lãm tranh hóa rồng trưng bày bộ sưu tập tranh vẽ rồng trên chất liệu mo cau nhiều nhất Việt Nam của họa sĩ Hoàng Trúc. Tác phẩm vẽ rồng của nhiều họa sĩ, hình ảnh rồng trên tà áo dài Việt Nam xưa và nay. Chợ phiên di sản trưng bày sản phẩm của các địa phương đang phát triển du lịch di sản văn hóa, thư pháp sen và rồng chào đón năm mới Giáp Thìn như một cách sáng tạo nhằm tôn vinh di sản văn hóa. Đặc biệt, gala xuân ấm áp đã tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân, sự gắn kết sum vầy, các giá trị yêu thương mỗi dịp Tết đến xuân về. Hội Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra đến ngày 1 tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, tính đến ngày 20 tháng 1, vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 20 tháng 1, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số rất tích cực bởi tháng 1 năm 2023, tổng vốn đầu tư đăng ký giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số vốn FDI tháng đầu năm đăng ký mới đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 67% so với cùng kỳ năm trước. Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới, chiếm gần 19%. Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần. Trong tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới, chiếm hơn 42% và góp vốn mua cổ phần chiếm 78,2%. Thưa quý vị, tiếp tục công tác chăm lo Tết cho người nghèo và công nhân lao động. Tại nhiều địa phương, những ngày qua đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hay những người dân lao động vẫn đang còn nhiều trăn trở lo âu mỗi dịp Tết đến xuân về. Và sau đây là tổng hợp nhanh của chúng tôi về công tác này tại một số địa phương như huyện Thạch An, Hòa An và Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hải Dương.
đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã trao hơn 400 suất quà Tết cho người có uy tín, gia đình có công, gần 200 suất quà Tết cho các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số và 300 chăn ấm mùa đông cho học sinh đồng bào dân tộc tại ba huyện Thạch An, Hòa An, Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Tại các điểm trao quà, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đánh giá cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người có uy tín, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa với những người có uy tín để họ yên tâm làm tốt vai trò của mình đối với cộng đồng, thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Tuyên Quang đã tặng trên 16.400 suất quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị 6,8 tỷ đồng. Trong đó có 7.886 suất quà của Chủ tịch nước tặng người có công với cách mạng, gia đình chính sách với số tiền 2,4 tỷ đồng. Nhân dịp này, tỉnh Tuyên Quang cũng dành 4,4 tỷ đồng tặng quà cho 8.573 trường hợp người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, công tác chăm lo cho người có công, gia đình chính sách được tỉnh Tuyên Quang rất coi trọng. Nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh đã nhận đỡ đầu con em gia đình chính sách, hỗ trợ tạo điều kiện cho vay các nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương bố trí 2 gian hàng không đồng, gồm gian hàng áo dài với trên 200 bộ áo dài và gian hàng Tết gồm 1.200 túi quà trị giá 250.000 đồng một túi từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mỗi túi quà gồm các sản phẩm thiết yếu như dầu ăn, nước mắm, mì tôm, thuốc. Đồng thời, tổ chức cắt tóc miễn phí cho người lao động. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, được đón Tết sung túc hơn, giúp họ vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. Chương trình diễn ra từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Đã thành truyền thống, hàng năm, mỗi dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của tỉnh, sự chung tay của toàn xã hội. Sự quan tâm sẻ chia kịp thời luôn là nguồn động viên khích lệ to lớn để tất cả hộ nghèo, người khó khăn đều được đón Tết trong không khí sẻ chia, đầm ấm và vui tươi. Được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, cùng sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương và nhân dân, gia đình chị Lý Lai Kinh, dân tộc Giao, ở xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đã chuyển về ngôi nhà mới đúng dịp giáp Tết Nguyên đán năm 2024. Niềm vui nhân đôi khi Tết này gia đình chị Kinh có căn nhà khang trang, ấm cúng, thay thế cho ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngày trước thì gia đình nhà mình có rột nát quá với được mối ăn nhiều, cũng kiểu dạng sắp đổ rồi ạ, được nhà nước hỗ trợ. Bây giờ vợ chồng nhà mình thì cũng chuyên tâm về kiếm tiền để trả nợ với lại phát triển kinh tế ạ. Xã hội hóa để xóa nhà tạm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo là cách mà huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai giảm hơn 1.200 hộ nghèo trong năm 2023. Trong dịp Tết này, những người nghèo trên địa bàn tiếp tục được hỗ trợ với mục tiêu giúp nhân dân tổ chức Tết đến tận gia đình. Tập trung mua các cái lương thực thực phẩm để tổ chức một cái ngày Tết cổ truyền ở tại thôn bản thì đã nêu lên được cái sự đoàn kết và cái sự tình cảm của giữa các gia đình trong các thôn bản. Từ nguồn ngân sách của tỉnh cùng với 16,7 tỷ đồng huy động được qua chương trình Tết vì người nghèo, thời điểm này gần 35.000 hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang nhận được sự động viên, chăm lo Tết thông qua các chương trình. Ngoài ra, hàng nghìn suất quà Tết cũng được trao tận tay các gia đình chính sách, người cao tuổi, người lao động khó khăn. 100% các hộ nghèo và hộ thoát nghèo thì sẽ có một cái phần quà là 500.000 tặng cho một hộ. Đồng thời thì tỉnh cũng chỉ đạo các cái địa phương, các cái cơ quan đơn vị là tiếp tục có những cái hoạt động trực tiếp chăm lo cho các cái hộ dân nhân dịp Tết Nguyên đán. Những món quà Tết và hàng loạt các chương trình an sinh hướng đến hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã làm cho Tết cổ truyền trở nên ấm áp và trọn vẹn hơn. Sự quan tâm và sẻ chia của cả cộng đồng ngày càng khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, góp phần động viên thúc đẩy hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong cuộc sống. Ngày 26 tháng 1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Hội Biên phòng toàn dân.
Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai luôn nhận thức rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, giữ vững biên cương của Tổ quốc. Tại buổi gặp mặt, đại diện các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhân dân tỉnh Lào Cai bày tỏ tin tưởng Bộ đội Biên phòng tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tặng quà các gia đình chính sách, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã có đóng góp và thành tích xuất sắc thời gian qua. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Liên quan đến triển khai đề án 06, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tính đến ngày 15 tháng 1, nhiều dịch vụ của đơn vị này đã được tích hợp xử lý và giải quyết qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, các chế độ bảo hiểm cũng được đẩy mạnh chi trả, không sử dụng tiền mặt. Tính đến ngày 15 tháng 1, đã có trên 95,6 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 87,4 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, với trên 55,7 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho gần 346,7 nghìn trường hợp, phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Triển khai tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết trên 532,3 nghìn hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và gần 6.300 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí thông qua hai dịch vụ công liên thông là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí. Đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt, đến nay có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Trong đó, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đạt 47%, chế độ bảo hiểm xã hội một lần đạt 94%, trợ cấp thất nghiệp đạt 98%. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định về tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024. Theo đó, thì mùa khô năm nay, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ cao hơn trung bình nhiều năm. Tại Kiên Giang, trên sông Cái Lớn, dự báo độ mặn 4 phần nghìn xâm nhập sâu 30 km, gần quê xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao. Trên sông Cái Bé, độ mặn 4 phần nghìn xâm nhập sâu 11 km. Còn tại tỉnh Kiên Giang, xâm nhập mặn trong mùa khô dự báo ở mức cao sẽ ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân cùng dự án ngọt hóa Gò Công và diện tích vườn cây ăn trái các huyện phía Tây. Tại Sóc Trăng, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc sở chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Song song với đó, tăng cường công tác truyền thông, phổ biến thông tin về tình hình xâm nhập mặn trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết chủ động các giải pháp đề phòng ảnh hưởng đến sản xuất dân sinh. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo mặn có thể xuất hiện sớm và sâu hơn trung bình nhiều năm. Theo đó, mặn có thể ảnh hưởng đến vùng cây ăn trái cách biển từ 30 đến 45 km trong tháng 1. Từ tháng 2, tháng 3, mặn tăng cao, các vùng sản xuất cách biển từ 50 đến 65 km, khả năng lấy nước tưới bị hạn chế. Các địa phương cần vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn để lấy nước tích trữ phục vụ sản xuất.